Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thị trường vốn của Việt Nam chưa thực hiện được hết các chức năng trọng yếu. Giá lợn hơi trong nước vẫn tăng trong tuần qua. Các cấp hội nông dân tỉnh Thanh Hóa tăng cường quản lý nhằm phát huy tốt hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội. Sau đây sẽ là một số thông tin về tài chính thị trường. Thưa quý vị và các bạn, theo đánh giá của các chuyên gia, thị trường vốn của Việt Nam đang bắt kịp các nước trong khu vực xét về quy mô, nhưng vẫn chưa thực hiện được hết các chức năng trọng yếu cho nền kinh tế. Lượng vốn trung bình hàng năm được huy động thông qua cổ phần trong vòng 5 năm qua chỉ đạt 88.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 4 tỷ đô la Mỹ. Trái phiếu chiếm phần lớn với mức trung bình hàng năm là 244.000 tỷ đồng, tương đương 10 tỷ đô la Mỹ, trái phiếu chính phủ và 386.000 tỷ đồng, tương đương 16 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, trái phiếu doanh nghiệp chủ yếu tập trung vào hai nhóm ngành chính là bất động sản và ngân hàng. Việc huy động tiết kiệm vẫn còn ít thông qua các nhà đầu tư tổ chức. Tổng quy mô của các nhà đầu tư tổ chức của Việt Nam mới chỉ đạt 18% GDP trong năm 2021, thấp hơn so với các nước khác, cho thấy tiềm năng chưa được khai thác hết của thị trường vốn Việt Nam. Trung Quốc hiện là thị trường cung cấp rau quả lớn nhất cho Việt Nam, chiếm 40,5% tổng kim ngạch nhập khẩu. Năm 2023, nhập khẩu rau quả của Việt Nam lên tới 1,96 tỷ đô la Mỹ, trong đó Trung Quốc là thị trường cung cấp mặt hàng rau quả lớn nhất cho Việt Nam với kim ngạch nhập khẩu đạt 794 triệu đô la Mỹ. Mỹ xếp vị trí thứ hai, kế tiếp là thị trường Australia. Táo là mặt hàng được nhập khẩu nhiều nhất trong năm 2023, chiếm 21,8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu trái cây. Đứng thứ hai là nho, chiếm 14,6%. Quýt và lê lần lượt có vị trí thứ ba và thứ tư, chiếm tỷ trọng 7,1% và 5%. Các loại trái cây đứng đầu bảng nhập khẩu phần lớn đều nằm trong phân khúc giá rẻ, xuất xứ từ Trung Quốc với sản lượng lớn nên nhập về rất nhanh. Sức mua tiếp tục giảm 11% so với tháng trước. Hàng loạt mẫu ô tô sản xuất năm 2023 giảm hàng trăm triệu đồng. Báo cáo mới đây của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam cho thấy doanh số bán hàng của toàn thị trường tháng 4 đạt 24.350 xe ô tô, giảm 11% so với tháng 3 năm 2024. Ước tính tồn kho đến nay khoảng 70.000 xe các loại, trong đó chủ yếu là xe sản xuất năm 2023. Vì vậy, thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp đang tập trung đẩy hàng tồn. Xu hướng của các nhà nhập khẩu ô tô trong thời gian gần đây là ưu tiên đưa về nước những mẫu xe giá rẻ, giá trị đơn chiếc trung bình chỉ 19.500 đô la Mỹ trên chiếc, xấp xỉ 495 triệu đồng. Giới chuyên môn trong ngành cho rằng sức tiêu thụ ô tô đến thời điểm này vẫn ảm đạm, khiến giới kinh doanh xe nhập khẩu có tâm lý dè dặt, hạn chế nhập ồ ạt. Nhiều hãng xe chủ động rời lịch ra mắt các sản phẩm mới sang cuối quý 2 năm 2024, tăng khuyến mại, giảm giá nhiều mẫu xe. Giá lợn hơi trong 2 ngày qua vẫn trên đà tăng tại cả 3 khu vực, nhiều địa phương tiến sát mức 70.000 đồng 1 kg. Tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi tăng thêm 1.000 đồng 1 kg và dao động trong khoảng 68.000 đồng đến 70.000 đồng 1 kg. Khu vực miền Trung Tây Nguyên, giá lợn hơi dao động trong khoảng 65.000 đến 69.000 đồng 1 kg. Tại khu vực phía Nam, giá tăng từ 1.000 đến 2.000 đồng 1 kg trên diện rộng và dao động trong khoảng 66.000 đến 69.000 đồng 1 kg. Tính chung từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 26 tháng 5, giá lợn hơi biến động theo xu hướng tăng nhanh và mạnh trên diện rộng. Đáng chú ý, nhiều địa phương tiến sát mốc 70.000 đồng 1 kg. Theo các chuyên gia, giá lợn hơi còn tiếp tục tăng trong thời gian tới. Tại Tiền Giang và khu vực miền Tây đồng bằng sông Cửu Long, những ngày gần đây, giá mít Thái có chiều hướng giảm và hiện ở mức thấp nhất kể từ đầu năm 2024 đến nay. Giá giảm do nguồn cung dồi dào và đầu ra xuất khẩu chậm. Giá mít Thái ở nhiều địa phương đang được thương lái thu mua với giá bình quân loại 1 là 9.000 đồng 1 kg, loại 2 là 5.000 đồng 1 kg, loại 3 2.000 đồng 1 kg. Nguyên nhân chính khiến giá mít Thái xuống thấp là do diện tích cây trồng này liên tục tăng mạnh, nhiều nông dân đua nhau chuyển đổi sang trồng loại cây trồng này. Trong khi đó, thị trường tiêu thụ lại phụ thuộc chủ yếu vào Trung Quốc nên đầu ra không được ổn định. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, ước tính hết năm 2023, cả nước có khoảng trên 70.000 hecta mít, sản lượng ước đạt khoảng 700.000 tấn, tập trung chủ yếu ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ. Theo ghi nhận mới nhất từ các thương lái, giá ớt tuần qua trong nước tương đối cao, dao động từ 20.000 đến 26.000 đồng 1 kg.
Giá ớt tại các tỉnh thành như Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Đồng Tháp dao động từ 24.000 đồng đến 26.000 đồng một kg. Ớt xuất khẩu dao động từ 25.000 đến 26.000 đồng một kg. Giá ớt lên xuống hay thay đổi do thương lái thu mua tùy theo từng khu vực, tùy theo từng lứa hái. So với cách này hơn một tuần, giá ớt sừng và ớt chỉ thiên tại nhiều địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục tăng thêm từ 5.000 đến 7.000 đồng một kg. Giá ớt tăng do nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đang ở mức cao, trong khi nguồn cung giảm vì nông dân tại nhiều nơi giảm diện tích trồng. Do nắng hạn kéo dài thiếu nước tưới, nông dân cũng xuống giống rất ít nên sản lượng ớt thấp. Thưa quý vị và các bạn, tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động ủy thác cho vay là những giải pháp mà Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa đang thực hiện quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách nhằm thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Đây là một buổi kiểm tra thực tế định kỳ nguồn vốn vay tín dụng chính sách xã hội huyện Thiệu Hóa với sự tham gia ban đại diện hội đồng quản trị gồm Hội Nông dân, Ngân hàng Chính sách Xã hội cấp tỉnh, cấp huyện và Ban chỉ đạo cấp xã. Qua đó giúp nắm bắt được tình hình sử dụng nguồn vốn của các hộ vay, đồng thời phát hiện những hạn chế sai sót ở cơ sở để chấn chỉnh kịp thời. Tôi được vay của vốn của đầu tư ngân hàng chính sách là vay về đầu tư máy móc và thiết bị mua gạo. Tôi cũng mong tôi vay thêm để thu nguồn đầu tư để mở rộng ra để lấy việc làm cho công nhân. Hiện nay thì phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Thiệu Hóa có dư nợ 588 tỷ đồng với 10.630 khách hàng vay vốn đang còn dư nợ. Thì trong cái thời gian tới thì đơn vị chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện tăng cường phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác cấp huyện, cấp xã để chúng tôi tăng cường công tác kiểm tra giám sát nhằm nâng cao cái chất lượng tín dụng chính sách, cái hiệu quả sử dụng vốn. Để đảm bảo nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng là các hội viên nông dân nghèo, cận nghèo. Ngoài việc đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, Hội Nông dân tỉnh đã tham gia thành viên ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội, làm trưởng đoàn kiểm tra, giám sát vốn vay ủy thác tại các đơn vị. Hội cũng phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng và nâng cao nghiệp vụ tín dụng ủy thác cho cán bộ hội viên, thường xuyên kiểm tra giám sát để nắm bắt hoạt động ủy thác của xã, tình hình sử dụng vốn vay, đánh giá khả năng trả nợ của các hộ sau khi vay. Để quản lý tốt cái sử dụng vốn vay thì thứ nhất là chúng tôi chỉ đạo các cơ sở rà soát các hộ vay, và cái thứ hai là cái bình xét làm sao đó là cái đối tượng vay là phải đúng đối tượng, đúng mục đích. Sau khi giải ngân thì chúng tôi chỉ đạo tổ chức kiểm tra sau 30 ngày. Mới đầu năm chúng tôi sẽ xây dựng cái kế hoạch kiểm tra giám sát trên tất cả các tổ vay vốn, hộ vay và đối với cái ban giảm nghèo của xã để làm sao đó cái đồng vốn mà đưa đến người dân là sử dụng vốn có hiệu quả. Hội Nông dân huyện thì đã phối hợp với hai ngân hàng, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Thì hiện nay tổng số dư nợ trên địa bàn huyện là gần 900 tỷ. Hiện nay thì các cái mô hình tập trung để phát triển để chủ yếu là các cái cây trồng và chăn nuôi để tạo điều kiện cho các cái hộ sản xuất. Và bây giờ chúng tôi thì năm 2024 thì chúng tôi cũng đã tập trung cho các cái hội viên mà sản xuất tiêu biểu và nhất là ưu tiên cho dành cho các cái hội viên sản xuất kinh doanh giỏi, đặc biệt là quan tâm chú trọng đến các cái mô hình sản xuất liên kết bao tiêu sản phẩm. Nhờ vào các cái nguồn vốn của các cái ngân hàng cũng như các quỹ hỗ trợ nông dân trên địa bàn của huyện thì các cái hộ sản xuất kinh doanh giỏi cũng đã có cái điều kiện để đầu tư vào các cái cơ sở vật chất tại cái địa điểm kinh doanh cũng như để đầu tư vào sản xuất. Hai nữa là cũng đã được tiếp cận với lại các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật để áp dụng vào các cái mô hình sản xuất. Tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2024, tổng dư nợ Ngân hàng Chính sách Xã hội ủy thác qua Hội Nông dân ở Thanh Hóa là gần 5.000 tỷ đồng cho hơn 84.000 hội viên nông dân vay. Việc quản lý tốt các nguồn vốn vay ưu đãi này đã phát huy hiệu quả, tạo đòn bẩy để hội viên nông dân tích cực tham gia sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Bản tin tài chính thị trường xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.